hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2024 và lễ Vu Lan báo hiếu. Sáng ngày 4 tháng 7, đoàn công tác báo Tuổi Trẻ Thủ đô tiếp tục hành trình tri ân năm 2024 với nhiều hoạt động nhân văn, ý nghĩa. Chương trình bắt đầu hành trình với việc thăm và trao tặng quà cho các đối tượng người già, người có công. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2 và Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công số 2 tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện ơn nghĩa sinh thành, đã trở thành thường niên của báo Tuổi Trẻ Thủ đô trong nhiều năm qua. Chương trình này sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8 tới đây. Đoàn công tác đến với Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2, nơi nuôi dưỡng gần 300 người có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó có 53 người cao tuổi bị liệt, 87 người già người tàn tật khuyết tật, 77 tâm thần nam và 20 người lang thang, cơ nhỡ. Tại đây, thay mặt đoàn công tác của báo Tuổi Trẻ Thủ đô, nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã trao tặng một chiếc TV trị giá 10 triệu đồng, cùng 83 suất quà, tổng trị giá là hơn 117 triệu đồng cho người yếu thế tại trung tâm. Năm nay là năm thứ 5 của cái chương trình ơn nghĩa sinh thành. Có lẽ là cứ mỗi ngừa mùa Vu Lan đến vào cái dịp tháng 7 âm lịch thì mỗi một người con đất Việt, đặc biệt những người trẻ, lúc nào trong lòng cũng cảm thấy là rưng rưng và biết ơn cha mẹ. Và đặc biệt là đối với ban tổ chức của chương trình chúng tôi thì mong muốn cái điều là lan tỏa những cái hình ảnh, cái thông điệp để mà tri ân và cho các bạn trẻ, đoàn thanh niên của báo và ban tổ chức chương trình đến để tặng những cái món quà ý nghĩa, dành những phần quà cho các bác, các cô chú để làm sao để các bạn trẻ hiểu hơn, thấy là rằng cái cuộc sống này các bạn là những người còn rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, để làm sao mà cố gắng hơn mỗi ngày, đặc biệt là những người cha, người mẹ mình và chăm sóc cha mẹ từ khi còn trẻ thì sẽ được lâu hơn. Và cái đạo hiếu hạnh của chúng ta, của người Việt chúng ta luôn đặt lên mỗi người trẻ. Tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội, nơi đang nuôi dưỡng 118 mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của người có công với đất nước. Nhà báo Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng biên tập báo và các thành viên đoàn công tác của báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những liệt sĩ, những người chồng, người con của các mẹ đã anh dũng hy sinh xương máu cho hòa bình của dân tộc. Cảm ơn đoàn, ơn nghĩa sinh thành mà đã đến trung tâm thăm chúng mình thì rất là vui, cảm động. Xin cảm ơn. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng trung tâm một chiếc TV và 20 suất quà, tổng trị giá 36 triệu đồng. Như vậy, trong sáng ngày 4 tháng 7, báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã trao tặng xấp xỉ 150 triệu đồng bao gồm quà và hiện vật cho hai trung tâm. Đây là nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Tuổi Trẻ Thủ đô, góp phần lan tỏa đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục lòng biết ơn và tinh thần vì cộng đồng cho thế hệ trẻ.